Huệ vô mà đi hướng về bến đò Bà Nhờ á. Đò Sa Bái phải không? Ừ. Vậy đò Sa Bái chứ đâu mà... Bến đò Bà Nhờ, bến đò Bà Nhờ. Đò Nhờ trên đò Sa Bái chứ. Ừ. Đó là người đó thì vô Tân Chánh á. Ừ, đường đó về giờ phải dịch quậy đó. Vậy là cũng là cũng gần cầu Mỹ Lợi này. Đó đó còn tay quá sát bên à. Ờ vậy. Chạy vừa được 20 phút tới mẹ. Ở cái ấp 5. Khu phố 5. Đây là cái nhà. Mưa quá chưa cúng được hả cô? Để tạnh tạnh ha, cúng coi mưa quá cô đốt nó cũng không có cháy. Rồi qua nữa rồi, tạt qua đây lại nữa rồi. Đội kiểu liền dốc. Mưa gió quá trời luôn rồi cô chú ơi. Mưa giờ trắng xóa luôn rồi. Tại bây giờ thì hình như là còn có hai chiếc cái lô đang tìm kiếm. Mưa vẫn đang tìm kiếm. Giờ mưa này không có cúng, không có đốt được á. Cô chú anh chị thấy giờ đang mưa, mưa lớn quá. Cái thằng này nó nhảy là nó quỳ đâu? Dạ ở Long An cô. Trời ơi, trời ơi, mưa nó cao lên. Có đi kiếm không ai? Dạ có hai chiếc cano giờ đang tìm á. Giờ hai chiếc đang tìm. Bây giờ mưa quá trời lớn luôn, chắc hai chiếc đó cũng chạy về đậu luôn chứ tìm gì nữa. Mưa quá trời mưa rồi cô chú anh chị thấy không, trắng mịt luôn, quá trời mưa. Đây có cái nhà, nhà có một hình cô gái. Bay 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 cô ơi, nhà bay luôn rồi nè. Quá trời mưa rồi cô chú anh chị ơi. Mưa dữ luôn. Cầm đi cô để nó bay với cô. Mưa quá rồi. Ôi, tạt qua đây nữa rồi. Cô chú anh chị thấy đang cúng gà. Quá trời mưa quá rồi, tạt quanh đây luôn rồi. Rồi hết chỗ đứng luôn rồi. Rồi gió giông luôn rồi. Rồi hết hứng luôn, hết chỗ nứt luôn, di chuyển liên tục luôn. Này nó ổn mưa rồi, hết chỗ nứt luôn rồi. Mưa quá rồi cô chú anh chị ơi. Anh đây là anh ở đây là ở ngay chỗ cầu Mỹ Lệ. Anh là nhà gần đây không anh? Anh có hay cái vụ việc mà nam thanh niên nhảy cầu không? Nghe. Anh có thể kể lại cái quá trình cho khán giả biết được không anh? Là nghe trên tin tức của công là chia sẻ bạn vụ bạn này nhảy cầu lúc 7-8 giờ tối gì đó. Tại công Mỹ Lệ. Em thấy trên cầu là như bỏ lại xe máy không anh? Bỏ lại xe máy với đôi dép với cái nón bảo hiểm. Là nhà như là ở bên Long An á gì á? Long An Cần Đước. Gì cũng gần đây là tên gì anh? Tên gì bao nhiêu tuổi? Tên Đạt 22 tuổi. 22 à? Sao người nói 28, người nói 24 ta? Sao em không? Em nghe anh Phúc mà bên đội tìm kiếm của Cần Duộc Long An thì nói 28 tuổi. Bên quản lý cầu nói 22. Nói chung là cái độ tuổi là cũng chưa có chính xác đó. Thì chút nữa thì người nhà ra đây thì mình sẽ hỏi cũng như trực tiếp hỏi là như bao nhiêu tuổi là mình biết liền à. Nếu muốn gặp người nhà qua bản, người nhà là ở chưa ta? Đang tìm bản thì... đang trên đường qua ha. Đang trên đường qua là em hồi sáng này có nhắn tin cho ông Vũ cano Cần Đức á, khoảng đang tìm hồi 11 giờ.
Hồi nãy giờ em thấy có 2-3 chiếc chạy qua chạy lại, chắc cũng bên đội tìm kiếm quá. Anh có nghe nói người nhà này gia đình khó khăn hay là khá giả gì không? Nghèo hả? À? Bạn này bán trà đào kiếm. À, bán trà đào dạo ha, làm xe để trước ha. Nghe nói hôm qua anh kia anh đi khám bệnh không? Anh này đi khám bệnh về nửa câu rồi, lý do gì mà giao xuống câu phải không? À, vậy là trên đường đi khám bệnh gì à? Có khi nào biết bệnh gì không ta? Chắc kiểu là buồn cái gì á. Nói chung là cái đó thì mình cũng chưa có biết, mình không có xác định được. Đúng rồi. Để mình gặp gia đình để mình hỏi kỹ hơn. Trước mắt thì sáng giờ thì bên đội tìm kiếm cũng đang tìm. Nếu mà nhảy lúc mà 7-8 giờ tối thì chắc tối nay mới giáp cử mới nổi lên chứ giờ 24 tiếng. Ừ. 24 tiếng. 8-9 giờ tối nay nè, 8-9 giờ tối là nổi lên rồi nè. Cây cầu thì hổng đại cũng nhiều vụ rồi ha. Với hôm bữa bé 19 tuổi cũng nhảy ở đây nữa. Bé 19 tuổi bé ăn đó. Bé ăn. Còn cũng 4-5 vụ rồi, nhiều lắm á. Nhiều hiếu nữa. Trong khoảng thời gian ngắn mà cái cầu mới lại này là 5-6 vụ rồi đó cả nhà. Quá trời luôn trời. Kiểu cầu này nó có cái khuôn á, nên em thấy gần đây là có những cái miếu để người ta thắp cúng. Thì anh là người dân Long An đây thì anh có hỗ trợ đi tìm kiếm cùng với gia đình không? Có, lát ra ngoài bánh thì tí ra bên mình mượn xuồng hay sao? Cano của anh Vũ đó. À. Hỗ trợ không đồng. À, mình là nằm trong cái đội tình nguyện không đồng hả? Dạ. À, nói chung là cũng hỗ trợ gia đình. Hỗ trợ gia đình thì cũng nghe nói thì cũng khó khăn. Để có người vô phải gia đình gì vô không con? Có không? Phải không? Không. Không. Theo anh nghĩ thì mỗi người mà giao xuống cái cầu này có bơi được vào không? Nghĩ sao cây sông chà bá gì bơi. Nghĩ sao trời, dưới cây cầu nó cao quá không? Cao quá. Khả năng mà nhảy xuống đây là coi như khả năng sống sót rất là thấp. Với buổi tối mà nước chắc lúc đó chảy xiết ha. Nghe nói tối này nước rồng. Nước rồng hả? Ừ. Nước rồng vậy là cái khoảng cách từ cái mặt sông tới cái cầu là cao lắm á, xa. Cao lắm. Tối nghe nước rồng. Nói mà nó dập xuống, nhảy xuống mà nó dập cũng tức ngực. Tức nổi. Ừ. Nhảy biết bơi cũng không sống nổi nữa. Nhảy cái đoạn nào của cầu anh hướng? Tối nghe quản lý cầu nói là trụ thứ 17 của cầu. Là trụ từ bên kia qua. Từ bên cần dù cần nước về bên kia và trao qua hướng bên đây. Vậy là gần ngay chỗ cái đoạn mà mấy cái vụ trước luôn. Cũng có sao mà gần cái địa điểm đó không nha. Đúng rồi. Và đa số là gần những cái địa điểm. Cái chỗ cái khuôn đó thầy đứng nó nhảy. Nó đi xe tay ga hả anh? Đó thôi tôi anh để vậy quay tôi không nổi. Cho tụi em hỏi chút thôi. Chia sẻ lên để em. Vậy là quay chạy chiếc tay ga. Tay ga đen. Nghe như chiếc em bớt vậy nè. Tay ga cũ xưa đó. Ủa, tối có ở đây thấy không chú? Có tôi vậy. Có tôi vậy nó nói thằng kia. Qua hỏi chú này chứ. Chú có thể chia sẻ vài câu chú. Mình đâu có hình ảnh gì của không, anh Đạt nữa đâu. Không. Chưa có hình ảnh. Chưa. Nếu mà có hình ảnh thì mình đăng lên, nhiều khi ông bà cô chú nào mà sinh sống ở dưới sông này đó, người ta có thấy thì có thể mà báo cho gia đình hay cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm, nó sẽ. Đúng rồi, bây giờ là mình đăng tải nhiều lên, nhiều khi mấy người đi xà lan á, mấy cô chú anh chị đi xà lan á với đi cào đồ, ta xem được những cái đoạn video này nè, người ta sẽ để ý giùm. Tối nước rồng nhảy chắc hồi đó có 8 giờ. Thằng Thái báo có, thằng Thái nhắn tin với con à, nói 8 nước rồng, nghe nói là 8 giờ mấy gần 9 giờ đúng không? Đổ ra biển á, chạy ngược ra đây. Đó, đường này. Anh có biết về cái bạn nhảy đó không? Chỉ nghe để thôi ha, nghe thông tin này nghe cái chia sẻ qua cho anh biết. Có sáng nghe điện rồi. Dạ. Điện nằm nhảy đâu. Với là sáng là mình là bên kia ta gọi rồi. Kia gọi con cháu nó gọi vậy thì uống cà phê đó, không kia không nói nữa. Dạ. Nó ở nó lúc 8 giờ nhảy được hơn 8 giờ. Khu 5 ở Sóc Trầu á. Cột trận nước vào vô. Rồi tôi biết rồi ông ơi. Anh biết nhà cửa gia đình khá giả không? Biết đó thôi, không biết đâu. Biết khu vực đó thôi chứ không biết nhà. Chứ
chưa biết nhà ha. Ngay chỗ rồi chợ chợ Đức rồi quẹ vô mà đi hướng về bến đò Bà Nhờ á. Đội xe máy phải không? Ừ. Vậy đội xe máy chứ đâu mà. Bến đò Bà Nhờ, bến đò Bà Nhờ. Trên rồi xe máy. Ừ. Đó là đó thì vô Tân Chánh á. Vậy là cũng cũng gần cầu Mỹ Lợi này. Ở cái ấp 5. Khu phố 5. Anh ấp 5 ở đây có một bà chị sáng rồi cũng ở đó gần luôn nè. Là chị ở khu 4 còn Đạt. Ủa người này là người này tên Đạt nè. Sáng nhắn nè, chị ở khu 4 còn Đạt nhảy cầu là nhà ở khu 5. Dạ. Sát bên luôn rồi, sát bên luôn. Ủa sao sao sáng có người nói tên Hùng vậy ta? Tên Đạt. Đây là gần luôn nè. Thời tối là chị này đã gọi xe gọi sáng nè. Là hai ba người. Tối hai ba người lên luồng lai nói tên Hùng. Hùng đâu Hùng. Đạt. Chính xác là tên Đạt. Tên Đạt. Nhiêu tuổi anh? Chính xác tên Đạt nhiêu tuổi? Năm mấy? 22. 22. Rồi bạn có biết cái lý do cái gì mà bạn này lại buồn là gieo xuống cầu không? Chắc chưa biết rõ. Chưa biết rõ thông tin lý do sao mà gieo xuống cầu nha. Ôm chừng dài cái can 30 lít á, ôm cho nhiều vô phóng xuống còn giờ thì dở lên nổi chứ còn này phóng chịu tới đó nổi lên chứ. Đã mình đi đã cố tình cao nhảy rồi. Mình nhảy xuống cho dù cái thế nó cũng dập à. Nhảy giữa bực chiều cầu người ta đo suốt 38 mét, ta thông ta được bỏ đồ xà lan suốt 38 mét bao nhiêu? 38 mét hả? Wow, cào ghê ha. 38 mét mới đụng xà lan nha. Dạ. Lúc bệnh á. Trụ thứ 17 nói nghe nhảy ngay trụ thứ 17 á. Đây nè, trụ thứ 17 chứ là tại nhiêu. Là mé bên kia chạy qua. Bên đây điếm qua trụ thứ 17 á. Dạ. Thôi mà nhảy nó dập ngực nó cũng tiêu nữa. Mà nhảy lúc đó bị bệnh ông chết. Bé ngực vô gọi thì bệnh ông chết. Đó sao chết? Đâu mẹ cho nó nhảy xuống không cần giường. Nhảy xuống nó tức. Nó dập rồi. Tức á. Tức ngực. Đúng rồi. Nát mẹ rồi. Nếu mấy anh muốn quay nhiều qua đầu cầu Bảnh á. Ừ. Cầu Bảnh quay. Gia đình tao Bảnh. Hồi nãy có mấy chị người gần nhà đó đi qua đó coi không có thấy người nhà có mấy, thì mấy chị nói chia sẻ là người nhà đã vợ kiểu như vợ nhà cửa đã chuẩn bị hết ráo rồi làm tức là lo hậu sự để mà lo hậu sự rồi đó. Đúng rồi, bị vợ dắt rồi đó. Nhưng mà có người nói là họ có nói là họ đi kia tìm kiếm không? Mấy người đó là sát bên nhà, sát bên đi xem tìm kiếm thì có đội có hai chiếc cano rồi đó bên Cần Giuộc Long An hỗ trợ hồi sáng có chiếc cano tìm rồi của bên anh Vũ hỗ trợ Vũ với anh Phúc nào đó Vũ cano bên Cần Đước phải không? Hai chiếc bữa đó là hai chiếc bữa đó rồi hai chiếc bên đội cứu hộ bên Cần Đước mà cái cầu này trong cái khoảng thời gian gần lại đây là toàn là những cái trường hợp trẻ không rồi trời hai mấy tuổi hai mấy đủ lại không bà Thu Hiền nói á nói thằng anh nhảy xong phải không? Tới nào ta yếu cường nhảy là anh Cường thay mạng cho thằng anh thằng Hiếu nhảy tới thằng Hiếu nhảy xong tới này nhảy thay mạng nhau nhảy vậy. Quá nhiều vụ thương tâm nha của bạn này không bạn Đạt nữa nghe nói bên Cần Đước nhưng mà không biết nhà luôn không biết chỗ luôn á nghe nói khu nào thôi quý vị vậy là anh em trai đó là tên Đạt 22 tuổi ha ban quản lý cầu nói vậy anh báo bên ban quản lý cầu cũng báo lại cho anh em biết là tên Đạt đúng rồi 20 mấy tuổi 22 tuổi thì cũng có thông tin là người khác báo là 24 có người báo là 28 nữa giờ nói chung cũng chờ người nhà lên để người nhà đó, biết là chính xác nhất đúng rồi nhưng mà chính xác là tên Đạt đúng rồi chính xác là tên Đạt tên Đạt không phải tên Hùng rồi hồi sáng tôi đâu anh ơi tên Hùng thì có gì nói lên cô cần gan gan chưa đâu chưa đâu đây nè phải không nếu mà nước bằng để mau nổi rồi anh lâu nổi hơn chân đụng hẹ kìa kìa tối 8 giờ nhảy tối 8 giờ mà đúng 24 tiếng đồng hồ đúng 24 tiếng đồng hồ
nếu mà nổi lên là cái mùi đứng trên gió dưới gió này là cái mùi dữ lắm. Có đây có một cái bọc đó mà mọi người ở đây cũng là nghi vấn là nổi lên mà chắc không phải đâu nha cả nhà. Chưa đâu, chưa đủ giờ. Chưa đâu. Chiếc cano của tối nay là nổi là chắc cú nè, trăm trăm là nổi rồi. Tới sáng là cao rồi, tới sáng là cao rồi. Tại vì 8 giờ tối nay là 24 tiếng. Nó thì qua tới sáng nữa là tính ra ba mấy tiếng rồi. Đúng rồi. Mà ngặt cái là hồi tối nước nó chảy mạnh, chạy hướng ra biển nữa. Đó, bây giờ nó chảy mạnh nè, mới căng cái đó đó. Lục bình của hai lúc cái sông này lục bình quá trời. Lục bình mới 6 cống mấy hôm nay. Hồi vậy là hồi tối con của chú chạy ngang đây thấy luôn hả? Ờ, cũng có hai cái cô ghi chứng kiến luôn. Dạ, nè, cô chú anh chị thấy bây giờ là nước bây giờ nó đang chảy ngược lại nữa nè. Bây giờ đang chảy ngược lại nữa. Thì tối nay có nghe ai chứng kiến thấy không chú? Quá trời thật sự cái cầu này là không gây là nhiều trường hợp lắm của chú anh chị, rất là nhiều trường hợp luôn, nhiều trường hợp xảy ra luôn. Em ăn rồi em cường, nói chung là nhiều trường hợp. Đó thì Mạnh sẽ cập nhật những video sau liên tục đến của chú anh chị sẽ tìm kiếm thông tin mới nhất, thì mong của chú anh chị cho Mạnh một like cũng như một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Rồi Mạnh xin chào, hẹn lại của chú anh chị video sau ạ.